kẻ sát hại nữ chủ quán cà phê ở Long An khai gì với công an? Như báo Công an Nhân dân đã đưa tin, chiều ngày 28 tháng 11, Công an tỉnh Long An khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Công Minh, sinh năm 1984, ngụ xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An để điều tra xử lý về tội giết người và cướp tài sản. Minh khai, trong lúc uống cà phê đã nảy sinh mâu thuẫn với chị D nên sử dụng hung khí đâm chị D, sau đó cướp đi nhiều nữ trang và chạy thẳng về Đồng Nai lẩn trốn. Minh chính là đối tượng sát hại chị HHD, quê Cà Mau, chủ quán cà phê trên quốc lộ 50, đoạn gần cầu Mông Gà, xã Long An, huyện Cần Giuộc chiều ngày 25 tháng 11, cướp đi nhiều tài sản. Công an tỉnh Long An đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an truy xét và bắt giữ Minh khi đang lẩn trốn ở xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Bước đầu, Minh khai nhận là khách quen của quán chị D đầu giờ chiều ngày 25 tháng 11. Minh điều khiển xe máy đến quán chị D uống cà phê thì giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn. Minh đã dùng dao Thái Lan đâm chị D hai nhát khiến chị D gục xuống sàn nhà. Thấy chị D bất động, Minh tháo nữ trang trên người chị D, lấy nữ trang trong tủ, tiền mặt rồi lên xe máy chạy thẳng về hướng Đồng Nai để lẩn trốn. Công an tỉnh Long An đã thu giữ số tài sản mà Minh cướp của chị D gồm một sợi dây chuyền vàng 18K, một đôi bông tai vàng trắng đính đá, một đôi bông tại trái châu, 21 vòng xi men vàng 18K, một vòng đeo tay vàng 18K có đính đá màu trắng, một mặt dây chuyền vàng 18K, một nhẫn vàng 18K đính đá màu trắng, 3 đoạn vàng 18K và số tiền trên 8,1 triệu đồng.